Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể vào cái phiếu thu tiền mặt ở trong phần mềm kế toán. Chúng ta vào phần tiền mặt, chúng ta vào thu tiền. Ở đây chúng ta thấy là đã có sẵn một số các cái chứng từ phiếu thu. Khi chúng ta chọn nhập mới, chúng ta có thể kích chuột phải vào giữa màn hình và chọn thêm mới. Thì các bạn nào có thể cũng kích vào cái nút thêm ở phía trên góc trái màn hình, cũng như các bạn có thể ấn Ctrl N để có thể thêm mới các chứng từ. Các bạn lưu ý là khi chúng ta nhập mới một cái chứng từ phiếu thu, trong các cái trường hợp như là các cái đối tượng đấy chưa có, ví dụ như chúng ta có thể đánh chữ Hải, nhưng mà rõ ràng là cái đối tượng Hải này nó không có ở trong cái danh mục tên đối tượng. Vậy chúng ta thêm bằng cách nào? Chúng ta vào khai báo là chúng ta có thể ấn F2 ở trên bàn phím. Chúng ta chọn thêm đối tượng. Đây chúng ta đánh Nguyễn Văn Hải. Có thể chọn nhóm đối tượng hoặc là có thể chọn cả nhà cung cấp là khách hàng. Chúng ta ghi vào các cái thông tin còn lại, chúng ta chọn lưu. Thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta quay lại ở đây tìm chữ Hải thì chúng ta đã thấy là có Nguyễn Văn Hải, chúng ta chọn đối tượng. Người nộp tiền ở đây chúng ta ghi vào là Nguyễn Văn Hải. Chúng ta có thể ghi địa chỉ vào, lý do nộp là nộp tiền bán hàng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản ngân hàng khi mà chúng ta có các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh như là nộp tiền gửi, nộp tiền quỹ vào tài khoản ngân hàng. Trong các cái trường hợp như là nếu mà liên quan đến cái tài khoản tạm ứng là tài khoản theo dõi theo nhân viên thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải vào cái tên của nhân viên. Vậy chúng ta tiếp theo chúng ta có thể bỏ qua và đi đến cái ô là ngày ghi sổ. Các bạn lưu ý là cái ngày của chứng từ là ngày lập chứng từ, nhưng cái ngày ghi sổ mới là quyết định cái ngày mà ở trong cái báo cáo của các bạn. Để chúng ta vào diễn giải, các bạn có thể thấy là ở đây là 131. Chúng ta thu tiền hàng, ví dụ như ở đây là 4 40 triệu. Thì các bạn thấy là cái đối tượng này ấy, chính là cái đối tượng theo dõi của chúng ta, đối tượng công nợ. Ở đây chúng ta trên là chọn cái đối tượng về thông tin chung là đối tượng là Nguyễn Văn Hải, nhưng chúng ta thực tế về cái khoản thu này là cái khoản thu cho công ty xuất nhập khẩu Hà Nội chẳng hạn. Chúng ta lập trong chứng từ, chúng ta chọn lưu lại. Từ đây chúng ta có thể chọn nút in để có thể in chứng từ. Các bạn có thể ấn vào nút in và chọn thực hiện. Chỉ một lúc là chương trình có thể hiện ra cái báo cáo dưới dạng một cái chứng từ để chúng ta có thể in. Bạn có thể thấy là đây đã có chức năng in. Chúng ta đóng đi và các bạn lưu ý là trong các cái trường hợp mà chúng ta vẫn có thể là lưu cái có thể in một lúc được nhiều cái chứng từ, chúng ta giữ phím Ctrl và kích chuột vào các cái chứng từ cần in. Chúng ta có thể đánh dấu, ví dụ như ở đây là 5 chứng từ. Chúng ta chọn in, chọn phiếu thu. Các bạn lưu ý là cái phần mềm mà khi đã được cấp bản quyền sử dụng ấy thì các bạn có thêm một cái nút lệnh nữa là cái nút lệnh lưu. Thì các bạn có thể lưu dưới dạng file Word hoặc là file Excel. Ví dụ ở đây tôi chọn chức năng lưu ra file Word chẳng hạn. Thì các bạn thấy là ở đây có 5 cái chứng từ chúng ta chọn. Chúng ta chọn có thể chọn cái đầu tiên thì chọn tất cả, cái thứ hai là cái trang hiện tại, cái thứ ba là chọn từ trang nào chúng ta chọn đồng ý. Các bạn thấy là sẽ hiện ra một cái bảng để mình có thể lưu lại cái file mình chuyển ra. Các bạn có thể đóng xuống màn hình phía dưới. Các bạn chúng ta có thể xem được cái trang văn bản mà chúng ta đã chuyển sang từ phần mềm. Nếu các bạn thấy là hoàn toàn về định dạng là không sai, không sai. Thế thì ở đây các bạn có thể in theo mẫu là cứ mỗi trang là một phiếu.
Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thức các bạn vào chứng từ phiếu thu tiền mặt.